Thank you.
một chiếc lá rơi tới trả đủ tiền rồi được mang về nhà chứ, rồi thảo bẻ hai nửa. Mọi người bán ăn chung vì mùi khoai đất bà thương ngọt ngào chứ không. Rồi đi đón em. Ồ nhè, mẹ quên mất rồi. Con nhà nhá, mẹ đón em nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Dậy đi. Dậy chưa? Dậy rồi. Ừ. Con sợ. À, con sợ đâu, có mẹ đấy, không sợ đâu nhá. Mẹ không sợ đâu. Mẹ xin lỗi mẹ. Mẹ làm quên, mẹ quên đón con sớm, mẹ tưởng con chưa nghỉ nhá. Không sợ đâu. Đây, đây mẹ có gì nè. Ôi, trời mẹ sợ rồi. Ôi dồi ôi, con rắn kìa. Tôi xin đi mà tắt cho con chết. Con rắn này. Không sợ đâu nhá. Đấy. Bắt cóc không sợ gì. Con rắn này mẹ không sợ nhỉ. Con rắn mẹ không sợ. Bắt cóc mẹ đánh nha.
Mày thả nó đi thôi nha. Đó. Về mang về nuôi đi. Không, không nuôi rắn đâu. Mày thả cho nó sống thôi nhá. Nhá. Vâng. Đấy. Thả nó đi nha. Ừ. Ra mẹ thả nhá. Đi đi. Thả nó đi nhá. Đi đi. Đấy. Sợ ơi. Trời ơi, mình nó bắt cả con rắn thả đi rồi. Em rúng này đi kia mai mẹ còn đi nhanh đấy, con còn bảo mẹ đi nhanh đấy, em rúng bên kia họ bắt cóc kìa, kéo lên xe rồi mai mẹ đi nhanh lại cầm cây dọa cho họ mẹ thả em rúng xuống ấy. Sao cho mẹ đi đón họ về nhá, để mẹ gặp mẹ cùng ấy nhá, con được khác về đâu nhá, khác về là có các chị mới được nhá, một mình con đừng về nhá.
Mày thêm nồi cơm, bật nồi cơm nhá, mày đi hái đào củ ấy về nấu nhá. Để ý nhá, không cháy nhá.
đúng rồi đúng. Con ra tay con cho chị nhá, chị ra tay hút tầm bát được kìa nhá. Cho đây đều ăn, đây đây mẹ bọt. Con đi được không?